Thả ta ra, thả ta ra. Cô gái, cô sắp lên đường rồi, cô có gì muốn nói không? Kiếp sau có làm lợn, làm chó, cũng không làm phụ nữ nữa. Bắt đầu tế. Cho dù ta có chết, ta cũng không tha cho các người. Oan hồn cắn lưỡi, lệ khí lan tràn. Đây là biến thành yêu khuê rồi, không ổn rồi. Doãn sư phụ, mua rau đi. Không cần, cảm ơn. Sáng nay nhị lư đã mua rồi. Doãn sư phụ mua vòng tay đi. Nhà không có phụ nữ, không cần đâu. Doãn sư phụ, chào Lưu tiên sinh. Doãn sư phụ, mua ô đi, đâu có mưa đâu. Cảm ơn. Doãn sư phụ, nhìn đèn lồng đi, mua cái đèn lồng đi. Doãn sư phụ, đi làm đây. Đi nhé, bye bye. Có trộm. Doãn sư phụ, anh có thấy tên trộm không? Đi làm rồi, đi, tôi cũng phải đi làm đây, tên trộm kia. Sư phụ, người về rồi. Cả tối. Người đi đâu vậy? Tối qua ở trang viên xuất hiện một nữ yêu, giày vò tôi suốt đêm. Sư phụ, người nói xem sao gần đây lại nhiều nữ yêu thế? Giờ đang loạn lạc mà. Thế đạo không yên bình. Âm khí lan tràn, dương khí suy yếu, có nhiều yêu quái cũng bình thường. À đúng rồi. Có tin tức của Tiểu Linh đang không? Không có. Tôi nghe ngóng trên trấn rồi. Từ lúc Tiểu Linh đang bỏ đi, thì đã không còn ai gặp cô ấy nữa. Sư phụ, anh nói xem có khi nào Tiểu Linh đang đã chết rồi không? Không được, chúng ta phải.
sắp xếp làm lễ tang cho cô ấy. Cậu nói bậy gì đấy? Tại tôi sốt ruột quá thôi mà. Mời đại soái. Xin mời bà cả, bà hai, bà ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba. Tốt, tốt, hay lắm. Hát hay lắm. Đặc biệt là người kéo đàn tam huyền. Kéo rất mạnh luôn. Hay quá. Hay thật. Tiểu Sử, cậu về nói với đoàn hát này. Phải thường xuyên. Diễn vở này đấy, phải thường xuyên diễn. Ca tụng tình yêu. Hay lắm luôn. Con người không hạnh phúc thì sao có thể có tình yêu? Đại soái rất hạnh phúc mà. Tôi sao? Tôi hạnh phúc khỉ gì? Ở với họ nhưng chẳng có tình cảm gì. Tiểu Sử, cậu biết tại sao tôi lấy nhiều vợ thế này không? Tại sao vậy? Tại số tôi lớn. Trước tôi khắc chết bố, sau tôi khắc chết mẹ, sau đó lại khắc chết vợ. Lấy người nào chết người đó. Sau này, tôi tìm một thầy bói kia xem tướng giúp, ông ấy bấm bấm rồi trợn mắt. Xong nói với tôi là, ông trời đang muốn kiếm chuyện với tôi. Chống đối với tôi. Chống đối sao? Đúng thế. Tôi lấy một người, ông ấy cho chết một người. Được. Đã thế thì, tôi cũng chống đối ông ấy. Chết một người tôi lấy ba người. Tôi xem ông trời nhanh. Hay là tôi nhanh. Nói đúng lắm. Tiếc là nhiều vợ thế này lại không có tình yêu thật sự của tôi. Vậy đại soái thích kiểu thế nào? Tôi thích nhất là kiểu đôi mắt to to. Em to lắm rồi. Rồi có chuyện hay không có chuyện cũng sẽ rơi vài giọt nước mắt đáng thương. Đó là kiểu tôi thích nhất. Chưa bao giờ thấy em khóc. Không gấp. Hạnh phúc rồi sẽ đến thôi. Cậu nói đúng. Được, vì hạnh phúc tốt đẹp, tôi uống một ly trước. Hay. Đại soái, tôi sắp xếp xong rồi. Ngày mốt, bà Mai sẽ đến. Lần này chúng ta lấy mấy người? Cái gì? Không lấy hả? Ý ông là 5 người. Lấy 5 người. Thiên Cừu, cứu ta. Thiên Cừu, Thiên Cừu, anh Thiên Cừu, anh đang ở đâu? Mau cứu ta. Thiên Cừu, sao lại mơ thế này nhỉ? Có khi nào Tiểu Linh đang xảy ra chuyện rồi không? Nói bậy không?
Anh Thiên Cừu, Tiểu Linh Đăng. Anh Thiên Cừu, em về rồi à Tiểu Linh Đăng. Em nhìn em đi, em gầy đi rồi đấy. Cậu làm gì vậy? Dê tôi hả? Ghét quá. Trưởng Trấn. Được rồi, tôi biết rồi. Lại nằm mơ giữa ban ngày đúng không? Thật là. Có cháo à? Được đấy. Đúng lúc tôi chưa ăn đây. Này, Trưởng Trấn. Sao hả? Của tôi mà. Cậu coi cậu kìa. Tôi có chê cậu bẩn đâu. Có rong biển nữa chứ. Ngon thật. Thiên Cừu, ghê lắm đó. Chuyện gì? Phát hiện xác ướp ở thôn Cừu đó. Xác ướp? Xác ướp sao? Đại soái, cái này là sao vậy? Sử, cậu đến rồi. Tôi lại khắc chết người rồi. Xin chia buồn với đại soái. Cậu đến đây có chuyện gì? Gần đây, tôi đã chuộc mấy cô gái. Sa Trần lỡ bước về rồi, đại soái có rảnh. Sắp xếp công việc không? Sử à? Cậu rất có lòng cứu vớt phụ nữ đấy. Cậu có ý gì? Cậu lấy đâu nhiều tiền để cứu vớt mấy phụ nữ đấy? Cậu đừng sa đọa. Cậu mà tham ô tôi cũng sẽ bắn cậu như thường. Không sa đọa mà. À, đó là tiền cha tôi để lại cho tôi. Cha đó. Cất đi, cha thì tốt. Tôi nói cậu biết có câu tục ngữ rất hay. Tôi nói cậu nghe. Phía sau một người đàn ông thành công là phải có một người cha tốt. Cha nuôi cũng được. Cũng được. Nhưng tôi không có. Cậu đi đi, cậu đi đi. Vẫn còn chuyện khác ạ. Vẫn còn một chuyện tôi muốn báo cáo với đại soái. Chuyện gì? Phát hiện xác ướp ở thôn Cừu. Xác ướp? Chính là cái xác ướp mà quấn vải trắng quanh người, rồi nhảy nhảy. Đó hả? Xác ướp đó. Được. Phát hiện xác ướp ở vùng chúng ta. Được. Tôi nói này Sử, đây là tin tốt. Cậu. Chờ tôi xử lý xong tang sự, thì chúng ta đi xem thử nhé. Được. Đi xem thử. Tôi đang nồng nhiệt với bà Chín mà. Xin chia buồn. Tôi nhớ họ. Trưởng Trấn, chỗ nào có xác ướp? Ở phía trước đó. Thiên Cừu, đây chính là xác ướp tôi nói.
sư huynh, còn khó chịu không? Có phải tối đó em đã giết rất nhiều người không? Không cần tự trách. Những người đó hy sinh cô vì mạng sống mình, họ tội đáng chết. Đừng cứ nghĩ cho người ta như thế. Nghĩ cho bản thân đi. Giờ trên người cô có hơi thở của yêu khuê, cô có khó chịu không? Trận này là anh sắp xếp cho em. Chỉ cần em bình tĩnh ở đây tu dưỡng, thì hơi thở yêu khuê trong người em sẽ được điều giải. Chờ anh tìm được máu của Linh Đồng, thì em sẽ được giải phóng hoàn toàn. Nhị Lư, đừng nghịch. Thiên Cửu, xác ướp này là chúng tôi phát hiện lúc đào kênh chặn lũ đó. Sao Trung Quốc lại có xác ướp nhỉ? Cậu nói gì vậy? Sao Trung Quốc không thể có xác ướp chứ? Tôi không phải ý đó. Trưởng Trấn, tôi cảm thấy xác ướp này rất kỳ lạ. Thời thế bây giờ không được bình yên lắm. Âm khí quá nặng. Để ngăn thi biến, tôi nghĩ phải dán bùa định thân cho họ. Được. Thiên Địa Hành Cung phân âm dương, âm hồn ám dạ tẩu bát phương, nhược vô cư trú định mệnh sở, an hạ hồn phách lạc tại trang. Cậu nói phải xác ướp 3.000 năm không? Nếu cậu không nói chuyện này, thì tôi đã quên mất nó đấy. Thì tôi sợ ông quên đó. Ông nói xem ông là ai chứ? Ông là ai chứ? Nhà khoa học của giới quân phiệt. Nếu ông không đi xem thử, thì thật có lỗi với danh hiệu này. Nhất định phải đi, phải đi. Nhất định phải đi. Phó quan, nào, chuẩn bị người cho tôi, chuẩn bị xuất phát. Anh ơi, trên đó viết gì vậy? Để tôi xem thử. Đứng lại. Đứng lại. Không bắt được. Ở trấn mình bị mất 3 người dân đấy. Lần lượt là Tôn Đại Quý, Tôn Nhi Quý với Tôn Tam Quý. Chính phủ trấn đã nói ai có manh mối thì sẽ trọng thưởng đấy. Cả nhà họ mất tích sao? Đáng thương thật. Thiên Cửu, sao người đó có thể là Tôn Đại Quý chứ? Tôn Đại Quý tướng ta thế nào? Tôi còn không biết sao. Cậu đó có phải muốn lừa tiền thưởng của chính phủ không? Trưởng Trấn à, tôi nhìn rõ ràng lắm. Thiên Cửu, đừng giải thích nữa. Thiếu tiền thì nói với tôi. Đúng rồi, gần đây lãnh đạo trên trấn đã quyết định để tăng thu nhập tài chính của chính phủ, nên quyết định sửa nghĩa trang này thành khu triển lãm xác ướp. Nếu cậu thiếu tiền thì có thể bảo Nhị Lư phụ trách bán vé. Tiền tôi cho cậu, được không? Không phải đâu trưởng trấn, chuyện này không làm rõ thì sao có thể bán vé chứ? Chuyện đã quá rõ ràng rồi. Xác ướp 3 năm, chắc chắn mọi người sẽ thích xem mà. Nhớ kỹ, không cho bất cứ ai chọn vé, dù là bố tôi cũng không được. Nhưng gì chứ? Chỉ cần triển lãm bắt đầu thì chính phủ trên trấn sẽ có tiền ngay. Thiên Cửu, cậu cũng sẽ có tiền. Ai cũng có tiền. Cậu còn nhưng cái gì? Bánh bao đây. Hồ lô ngào đường đây. Hồ lô ngào đường đây. Hồ lô ngào đường đây.
Tại sao cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản? Không được, mình phải đi điều tra thử. Đại soái, tập hợp đội xong rồi, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Đại soái à, ông bảo chúng ta thẩm tra bí mật đúng không? Làm thế này mấy người đó sẽ lộ đó. Đúng nhỉ, phó quan lý. Tôi thẩm tra bí mật mà cậu gọi nhiều người đến thế này làm gì? Đại soái, vì an toàn của ông mà. Vì an toàn của tôi. Tôi ra ngoài ai dám đụng vào chứ? Đụng tôi bắn chết. Thế này đi, Tào Gia Trấn, cậu, tôi, với Tiểu Sử, ba người chúng ta là đủ rồi. Còn Nhiêu Bảo về đi. Vâng. Nghiêm, thu đội. Sao thôn Cửu lại xuất hiện xác ướp? Mình là đã làm những chuyện này. Nếu thành công... thì cô ta sẽ là của mình. Sư phụ, anh bắt yêu về rồi à? Sư phụ, uống trà đi. Sư phụ, khi nào anh mới bắt yêu? Dẫn tôi theo với. Dạy cậu khẩu quyết, cậu tập tới đâu rồi? Tập tốt lắm. Sư phụ, tôi tập cho anh xem nhé. Ngũ lôi chú, thiên binh thiên tướng nghe lệnh ta. Rồi cái gì mà? Gì mà sét đánh trời mưa? Rồi gì nè, đi tập đi. Đúng rồi sư phụ. Chiều nay, lúc quét dọn phòng sư phụ tôi đã thấy cái này. Bí pháp của sư tổ Mao Sơn. Sư phụ, đó là gì vậy? Nói nhiều quá, đi luyện đi. Ngũ lôi chú gì nhỉ? Trưởng Trấn, Trưởng Trấn, anh tìm tôi à? Thiên Cửu à, nào, nào, nói cậu nghe, một chuyện vui này. Chuyện gì vậy? Chuyện triển lãm. Xác ướp đó, chúng tôi đã quyết định xong. Chuyện bán vé là do cậu phụ trách đấy. Trưởng Trấn, vấn đề xác ướp không làm rõ không được đâu. Có vấn đề cũng không sao, từ từ nghiên cứu. Cậu nghiên cứu chưa rõ, thì để đời sau tiếp tục nghiên cứu. Chuyện này quyết định rồi, nhớ kỹ. Không mua vé thì không được tham quan. Nói lại lần nữa, dù là cha ruột tôi, cũng không được. À, tôi còn phải học tập, tôi không giữ cậu lại ăn được.
sao ông lại đến đây? Nhớ cô nên tôi đến đây. Muộn rồi. Ông về trước đi. Muộn rồi sao? Cô biết không? Vì cô mà tôi đã giết rất nhiều người. Ông giết nhiều người như thế là vì bạn ông. Bạn ư? Tôi vì cô đấy. Sao cậu lại đến đây? Nào, uống một ly nào. Cô gái này, con người tôi không thích người khác chạm vào người phụ nữ của tôi. Cậu từng nói cô ta là của tôi mà. Chẳng lẽ ông không hề thấy khó chịu sao? Không phải lời nói của ai cũng là sự thật đâu. Tôi tưởng không hạ độc sẽ không đánh lại ông. Chẳng qua cũng chỉ thế. Người giết ông không phải tôi, mà là sự tham lam của ông. Cha. Cha, phó quan lý. Được lắm. Trấn Tào gia này nhờ tôi cai trị mà đã trông giống huyện thành rồi đấy. Đây là chuyện tôi không ngờ đấy. Tốt lắm. Không ngừng phát triển. Không. Cha. Cô gái. Đây là cha tôi. Cha tôi qua đời rồi. Mẹ tôi thì bỏ theo người khác. Một mình tiểu nữ không biết đi đâu. Đáng thương quá. Quá đáng thương. Thật sự quá đáng thương. Tôi cho cậu biết, tôi chinh chiến Nam Bắc nhưng sợ nhìn mấy cảnh này lắm. Một cô gái đáng thương như vả vào mặt tôi. Phó quan lý, đây là vả mặt tôi đấy. Tôi cho cậu biết, cô gái, tôi sẽ cho người chôn cất bố cô. Được không? Cảm ơn đại nhân. Đáng thương quá. Phó quản lý, mau đi, lấy chút tiền, qua đây, chôn cất cha cô ấy. Cô gái, cô, nhà cô còn ai không? Không hả? Cô đơn một mình, lang thang đầu đường, sao có chuyện như thế xảy ra ở Trần Tào gia chứ? Cô gái, sau này, cô đi theo tôi, Tào lão gia. Nuôi cô, lời hay phải nói 3 lần. Đại nhân, ông nói thật sao? Tôi nói thật, tôi chưa bao giờ nói xạo. Nếu tôi xạo tôi bắn chết cậu ấy. Cảm ơn đại nhân. Được rồi, mau đứng lên đi, mau. Phó quản lý nào, mau đỡ cô gái lên đi. Nếu không còn ai thì giờ theo tôi đi.
phiền cậu mau lo hậu sự. Đáng thương thật. Đại soái, cuối cùng đã có quán trọ rồi. Cô Hạ, tối nay chúng ta qua đêm ở đây nhé. Nhé. Đi nào. Mấy vị khách quan, mấy vị ở lại hay là? Cậu nhìn gì hả? Không có nhìn gì hết. Chủ tiệm, chuẩn bị mấy gian phòng thượng hạng, rồi chuẩn bị thêm vài món ăn. Được, anh ngồi trước đi. Nhị Lư. Sao người vừa rồi nhìn quen thế nhỉ? Sư phụ, tôi nhớ rồi. Người đó chính là Tào đại soái đó. Chính là người thích bắn chết người ta đó. Là ông ta. Sao ông ta lại đến đây? Xem ra sau này phải cẩn thận hơn rồi. Chủ tiệm. Sao vậy quý khách? Anh tên gì? Tôi tên Doãn Thiên Cửu. Anh chính là thầy bắt yêu hàng đầu Doãn Thiên Cửu sao? Anh quá khen rồi. Tôi chỉ là người mở quán trọ bình thường và biết tí kỹ xảo bắt yêu thôi. Hai người nói nhảm gì thế? Không thấy cô gái người ta mệt rồi hả? Mau lên, mau chuẩn bị phòng ngủ đi. Đã chuẩn bị xong cho mọi người rồi. Mời lên lầu. Cô gái, đi nghỉ ngơi nào. Mời. Sư huynh. Sư huynh đừng vậy mà. Tại sao chứ? Ngây thường. Trong người còn có hơi thở yêu khuê. Em sợ làm chậm trễ việc luyện tu vi của anh. Em biết. Người của quán trọ là ai không? Ai vậy? Hắn chính là Doãn Thiên Cửu năm đó đại chiến với yêu vương. Trên người em có hơi thở yêu khuê. Hắn lại không hề phát hiện. Thầy bắt yêu đệ nhất. Chỉ là hư danh sao? Sư huynh. Huynh định khi nào động vào linh đồng? Không gấp. Chờ đến. Giờ âm phút âm. Không bao lâu nữa. Em sẽ có thể biến trở lại. Nhẹ thôi. Ông chủ bảo tôi mang trái cây cho ông. Ông dùng thong thả. Đại soái. Hai người nhận ra tôi là đại soái à? Ông anh minh thần võ như vậy. Ông chủ chúng tôi vừa nhìn là biết ngay. Được rồi, nhận ra cũng không sao. Nhưng nhớ kỹ, các cậu phải giữ bí mật thay tôi. Chắc chắn rồi. Được rồi, đi đi. Nghỉ. Nghỉ ngơi. Tiếp tục đi. Tiến hành cùng lúc.
có yêu khí. Cậu làm gì đấy? Không. À. Muốn cướp sắc đúng không? Không phải. Gì không phải chứ? Nếu không phải tôi muốn ra ngoài nhìn lén cô ấy tắm thì cậu đã thành công rồi. Đại soái. Nói nhầm rồi. Mình ra ngoài đi vệ sinh mà. Đúng đó. Đi vệ sinh. Sao cậu có thể làm chuyện như thế chứ? Cướp sắc đó. Không phải đâu đại soái. Đây không phải vũ khí. Đây là quà lưu niệm của tiệm tôi. Tôi đến tặng quà lưu niệm cho ông. Quà lưu niệm ư? Đưa đại soái xem. Này là gì? Cầm lấy. Được rồi, cậu mau về ngủ đi. Sau này phải chú ý tí đấy. Được rồi. Đại soái. Hạ cô nương, tôi không biết cô đang tắm. Được rồi, tôi nhắm mắt lại. Tôi không nhìn. Cô Hạ, thật ra tôi chỉ muốn qua nói chuyện với cô thôi. Ông muốn nói gì? Nói chuyện trống rỗng của tôi. Nói chuyện cô đơn của tôi. Vậy tôi có thể làm gì? Hay là cô cho tôi sờ tay cô đi. Vậy là tôi thỏa mãn rồi. Vậy ông qua đây đi. Được. Tôi không nhìn đâu. Mịn màng quá. Làn da thật đàn hồi. Sao vậy? Không thoải mái à? Đại soái, nếu ông cưỡng ép Nghê Thường, thì sau này Nghê Thường không biết phải đối mặt với ông thế nào đấy. Đừng khóc. Tôi nói cô biết đại soái. Đại soái là người có tình có nghĩa. Được rồi, tôi đứng lên. Tôi, hay là tôi, nói chuyện. Tôi tự nói về sự trống rỗng của tôi, rồi nói về sự cô đơn của tôi. Ngon đấy. Đại soái, đồ ăn của ông. Được, được. Cậu nhóc này được đấy. Tối qua tôi đã nhận ra rồi. Đại soái à, sư phụ Doãn là sư phụ Mao Sơn nổi tiếng ở vùng này đấy. Anh quá khen rồi.
Năm đó, người đại chiến với Hoa Yêu chính là anh ấy đấy. Năm đó là cậu ấy, đại chiến Hoa Yêu, đó hả? Giỏi, giỏi. Sư phụ, hay là hôm nay cậu biểu diễn, cho chúng tôi xem đi. Đại soái, đạo thuật của chúng tôi dùng để trừ yêu, không phải để biểu diễn, hay? Cậu sao vậy hả? Cậu nói gì đấy? Cậu tin tôi sẽ... Đại soái, tôi có học ảo thuật Nam Dương. Tôi biểu diễn anh xem trước nhé. Biểu diễn đi. Hay. Tuyệt lắm. Sao rồi? Sao rồi? Linh đồng đến tìm ta. Trên người nó có hộ pháp chân thần. Đúng thế. Yêu tinh các em không thể chạm vào nó. Chỉ có thể chờ đến giờ âm phút âm mới có thể giết nó. Nhất định phải giết nó sao? Khó khăn lắm chúng ta mới tìm được linh đồng. Nếu thả nó đi thì em sẽ phải chịu khổ suốt đó. Sư phụ Thiên Cừu, sao anh lại uống rượu một mình vậy? Nghe thường cô nương, lâu rồi không thấy cô xuống đây. Mấy bữa nay tôi thấy không khỏe. Có phải anh uống say rồi không? Không có. Nếu có thể uống say thật thì tốt quá. Có phải anh đang nhớ ai? Hay không thể quên ai đó không? Anh Thiên Cừu, em muốn hỏi anh, có phải chỉ khi em đi, em mới là người anh nhớ nhất không? Đừng vậy mà Tiểu Linh Đăng. Tiểu Linh Đăng, tôi tưởng chỉ giống như trước đây. Cô ấy đi rồi, rồi sẽ trở về. Cứ đứng đó cười với tôi, cảm giác đó rất vui. Không ngờ bây giờ cô ấy lại giống như chiếc lá bí gió cuốn bay. Sư phụ Thiên Cừu, có phải anh muốn gặp Tiểu Linh Đăng lắm không? Muốn chứ. Muốn chứ. Được. Không uống nữa à?
Cô nương, qua đây xem trang sức của chúng tôi đi. Cô nương, cô thật sáng mắt. Đây là trang sức đẹp nhất tiệm chúng tôi đấy. Thiếu gia, cô gái xinh đẹp thế này, anh mua trang sức tặng cô ấy đi. Đẹp không? Đẹp. Vậy, cái này cho anh. Cái này, em lấy. Em muốn, sau này dù anh ở đâu, thì chỉ cần cầm nó, anh sẽ nhớ em. Nhớ. Cô gái tên Tiểu Linh Đăng. Yêu nhất Doãn Thiên Cửu. Sư phụ, đang làm gì vậy? Hạ cô nương bảo tôi đi tìm anh Smith để học pháp thuật. Cô ấy nói, dùng thứ Tiểu Linh đang tặng, có thể giúp tôi trở lại thời gian đó, rồi tìm manh mối lúc cô ấy rời khỏi. Không biết có thành công không nữa. Không sao đâu sư phụ. Không thành công thì thành nhân. Cậu nói gì vậy? Đi, hộ pháp cho tôi, không được cho ai vào. Được sư phụ. Cô rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à? Tiểu Linh đang. Sư phụ, anh thấy gì rồi? Là đại soái. Là đại soái giết Tiểu Linh đang. Cái gì? Là đại soái giết Tiểu Linh đang. Sư phụ, đi. Chúng ta đi tìm họ nói rõ. Lư. Đừng manh động, Smith nói. Cái pháp thuật này nhìn thấy chỉ là ảo giác, nên có phải thật không? Vẫn chưa rõ được. Sư phụ, có phải anh sợ rồi không? Anh không đi, tôi đi. Nhị Lư. Anh muốn làm gì? Sư phụ, tôi có chuyện tìm anh. Tôi chỉ đến nói với các anh một tiếng là sét đánh trời mưa nhớ dọn đồ. Trời sáng thế này mà mưa gì? Mưa gì chứ? Dọn đồ gì chứ? Hai tên này bị điên rồi. Alo, ai đấy? Tôi là trưởng trấn. Ai hả? Lớn tiếng tí. Chủ tịch Lý. Chủ tịch Lý nào? Chủ tịch Lý, sao lại là anh? Sao anh lại rảnh rỗi gọi cho tôi vậy? Mẹ nuôi tôi được không? Đúng rồi, tôi không nói nhảm nữa. Cái gì? Tào đại soái đến trấn Tào gia chúng tôi sao? Đang ở quán trọ của Doãn Thiên Cửu à? Được, tôi hiểu rồi. Nhất định tôi sẽ hầu hạ ông ấy. Được được, chắc chắn hài lòng. Anh yên tâm. Được, được, gửi lời cho mẹ nuôi tôi nhé. Được. Má ơi, Tào đại soái đến rồi, Tào đại soái đến chỗ mình rồi.
Mình phải hầu hạ ông ấy thật tốt. Như thế mình sẽ có thể lên trưởng huyện rồi. Tào đại soái thế nào nhỉ? Hình như mình không biết. Kệt đi. Đi trước rồi nói. Đại soái đâu? Đại soái đang nghỉ ngơi. Nhị lưu, qua đây. Chuẩn bị đồ ăn sáng cho đại soái. Xong rồi. Ở đây nờ. Cái gì? Đây sao? Cái này là cho người ăn hả? Mau bảo đầu bếp đến đây. Chẳng ra gì. Đại soái đến mà ăn cái này sao? Đứng lên. Đó là chỗ của ông hả? Cậu làm gì đấy? Làm gì ư? Ông là ai hả? Tôi là ai sao? Tôi là cha ông đấy. Cha tôi. Tôi bắn chết ông. Cha. Trưởng trấn, đừng kích động. Sao anh có thể làm thế với đại soái? Cái gì? Cậu gọi ông ta là gì? Đại soái. Đại. Đại soái. Đại soái, tôi thật sự không biết là ông. Nếu tôi biết, cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám. Một trưởng trấn nho nhỏ lại dám ngông cuồng. Chủ nghĩa quan liêu hả? Lưu manh. Ngoài ra, cậu còn dám chó cậy thế chủ. Vâng. Tôi quan liêu. Tôi chó cậy thế chủ. Tôi không phải người. Mạnh hơn nữa, tôi không phải người. Phó quan lý, xin giúp đi. Đại soái, trưởng trấn cũng tốt bụng thôi. Anh ấy cố tình đến đây để mời ông uống rượu thôi. Đừng giết nhé. Đúng đó, đại soái, đừng giết nhé. Tôi vẫn chưa có cơ hội hiếu kính anh mà, đúng không, đại soái? Tội chết được miễn, nhưng tội sống khó tha. Cho cậu biết, cậu mắt chó khinh người. Ra ngoài cửa ngồi, từ từ cảm nhận cảm giác làm chó. Đi. Vâng. Này hình. Hình tượng. Thật là. Bán kẹo hồ lô đây. Bán kẹo. Ai đây? Trưởng trấn à? Làm gì ở đây vậy? Tôi đang vận động đó. Vận động sao? 1, 2, 3, 4. Trưởng trấn, khỏe mạnh. Tôi nói cái này với cậu làm gì chứ? Cút cho tôi. Bán kẹo hồ lô đây. Trưởng trấn, anh đang làm gì vậy? Thiên cừu, cậu thấy tôi giống làm gì? Tôi đang cái gì? Trưởng trấn đòi bắn chết đại soái. Đúng đó sư phụ, anh không biết. Hôm nay trưởng trấn mạnh như hổ luôn đó. Trưởng trấn cầm súng chĩa vào đầu đại soái. Muốn nổ súng đó. Tại sao chứ? Nhận nhầm người đó. Trưởng trấn, đại soái đã tha thứ cho anh. Cảm ơn đại soái. Trưởng trấn, đại soái, tôi cho cậu biết mục đích lần này của tôi. Tôi muốn đến xem
giác, ước, đó. Chuyện này giao cho cậu sắp xếp nhé. Vâng đại soái, ông yên tâm, chắc chắn tôi sẽ sắp xếp. Ổn thỏa. Nào, ngồi đi. Được. Xác ướp 3.000 năm. Chúng ta chưa từng thấy thật đấy. Có khác gì xác cổ không? Chắc chắn là khác rồi. Cái này. Xác cổ. Trưởng thôn, xác cổ. Chúng ta đến xem xác ướp sao? Đúng. Xem xác ướp, xem xác ướp phải mua vé nữa sao? Đại soái không cần mua. Chờ đã. Làm gì vậy trưởng trấn? Không phải anh nói cha ruột anh cũng phải mua vé sao? Đây là cha tôi sao? Đây là ông nội tôi. Đại soái mời. Cháu trai. Được rồi, đi thôi. Làm gì đấy, cậu nhóc? Cậu rất có nguyên tắc. Tôi rất thích. Coi chừng đụng đầu. Đẹp quá đi. Cái này đâu có đẹp. Rất hợp với em mà. Có gì đẹp đâu. Anh mua cho em một cái nhé. Cái này có gì đẹp chứ. Người ta thích thì anh mua đi. Mua cho em đi. Đúng đó, mua cái đi. Đừng mua mà. Anh mua không. Mua mua. Bao nhiêu? 3 văn tiền. Vui chưa? Cô nương, vòng tay này làm sao cô có? Đại soái cho tôi. Xin lỗi. Anh, nếu anh thích, thì lấy đi. Có những thứ mất đi rồi, thì sẽ không bao giờ lấy lại được. Tiểu Linh đang cũng từng có cái vòng tay như vậy. Tiểu Linh đang. Vòng tay này là ở đâu ra? Em hỏi chuyện này làm gì? Có phải anh đã giết cô gái tên Tiểu Linh đang rồi không? Hôm nay Doãn Thiên Cừu hỏi em, chiếc vòng này ở đâu ra? Em đã lừa anh ta bảo là của đại soái tặng. Nghe thường. Đừng để ý những chuyện này. Nói em biết một tin tốt. Anh lại tìm được một linh đồng nữa. Chỉ cần chúng ta giết chết đại soái, rồi giết người đó, thì hơi thở yêu khuê trong người em sẽ biến mất hoàn toàn. Nhị Lư, nếu như đại soái đã giết Tiểu Linh Đăng, thì tôi phải làm sao? Sư phụ, còn cần phải hỏi sao? Thì giết ông ta. Nào, sư phụ, uống nào. Uống thêm vài ly nào. Sư phụ, tôi biết anh sợ. Rượu vào to gan hơn. Nào, chúng ta cạn nào, cạn. Mai chúng ta sẽ đi giết ông ta. Giết chết ông ta, giết ông ta. Tôi cho cậu biết,
Sau này buổi tối ít uống rượu thôi, không tốt cho sức khỏe đâu. Đứng lại. Tôi có chuyện muốn nói với ông. Có chuyện gì? Cho ông biết. Sư phụ tôi muốn giết chết ông. Làm gì đấy? Làm gì đấy? Phó quản lý. Sao tôi lại ở đây? Đúng đó, sư phụ. Sao tôi lại ở đây? Đừng ồn ào nữa, hai người. Ăn gan hùm mật gấu, mà lại đòi giết chết đại soái. Giờ đã bị bắt vào nhà tù do anh em tôi canh giữ. Các cậu... Thật to gan. Nếu không phải đại soái rộng lượng, không so đo với các cậu, thì hậu quả cậu tự nghĩ đi. Hạ cô nương, trước đây có một thầy bói nói tôi là linh đồng. Cô nói xem có hài hước không? Ông tìm tôi vì chuyện này sao? Không phải. Thật ra, tôi có câu này muốn nói với cô. Ông muốn nói gì thì cứ nói. Được. Hạ cô nương. Đại soái, tôi có chuyện này muốn hỏi ông. Nói. Ông có quen biết một cô gái tên Tiểu Linh đang không? Tiểu Linh đang. Người vợ nào của tôi à? Tôi hỏi ông có từng bắn chết cô gái tên Tiểu Linh đang không? Tôi bắn chết nhiều người lắm, sao tôi nhớ ai là Tiểu Linh đang chứ? Người tôi nói là chủ nhân chiếc vòng này. Cậu nói hạ cô nương sao? Tôi bắn hạ cô nương làm gì? Cậu điên hả? Xin lỗi. Xin lỗi ư? Muộn rồi còn chưa ngủ sao? Không ngủ được. Em đứng dưới trăng. Thật xinh đẹp. Lâu rồi không thấy em múa điệu hoa thần. Muốn xem không? Muốn. Vậy em ra hậu viên, múa cho anh xem. Được.
điệu múa hoa thần trong truyền thuyết. Đẹp quá. Doãn Thiên Cừu, cậu đứng đây làm gì? Có phải cậu để ý người phụ nữ của tôi không? Tôi cho cậu biết tốt nhất là cậu đừng để ý cô ấy. Cậu để ý cô ấy tôi bắn chết cậu. Không phải đâu đại soái. Được rồi, đừng nói nữa. Cậu đẹp trai quá. Nói thật đứng trước mặt cậu, tôi không có đất dung thân. Nhìn đi. Đẹp quá. Cậu đừng nhìn nữa. Người đẹp, mau đứng lên đi. Có bị thương không? Múa đẹp lắm. Quả là như thiên tiên. Đi nào, về nào, không múa nữa. Nhìn gì mà nhìn. Nhị Lư, tôi cứ thấy đại soái không giống người xấu. Người xấu không để lộ đâu. Thiên Cừu, hôm nay sao cậu lại mời tôi uống rượu vậy? Tôi cho cậu biết, Hạ Nghê Thường, tôi sẽ không nhường đâu. Tôi không có ý đó đại soái, Hạ Nghê Thường là của ông. Tốt, có câu này của cậu là được. Nào, cạn ly nào. Đại soái, nghe bên ngoài nói ông thích bắn chết người, là thật sao? Ừ, tôi thích bắn chết người. Nhưng tôi nói này Thiên Cừu, người tôi bắn chết toàn người đáng chết. Cậu nghĩ xem, nếu người tốt mà tôi cũng bắn chết thì tôi khốn nạn quá rồi. Đó là khốn nạn thật sự. Sư phụ, Hạ Nghê Thường cô nương, tìm anh. Hạ cô nương, cô tìm tôi sao? Tôi. Đẹp không? Tôi có thể không trả lời câu này không? Tôi có thể hỏi anh một câu không? Câu gì? Anh có tin nhất kiến trung tình không? Nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước. Khoan đã. Nghe nói anh là thầy bắt yêu nổi tiếng. Nếu tôi là yêu tinh, anh có bắt tôi không? Tôi không biết. Vậy tôi có thể ôm anh không?
Hạ cô nương, xin lỗi đi nhầm phòng. Không đúng, không phải đâu đại soái, ông nghe tôi giải thích đi, tôi không có. Cậu là thằng khốn. Cậu giành phụ nữ với tôi. Không, tôi thật sự không làm. Cậu tin tôi bắn chết cậu không? Ông tin tôi đi, tôi thật sự tin cậu sao? Sao tôi có thể tin cậu? Hai người ôm nhau đó. Đại soái. Đại soái. Đại soái. Vừa ra ngoài thì lại bị bắt vào. Sư phụ, lần này anh gan thật. Nhưng chúng ta cũng tiêu đời rồi. Tôi cũng không biết là sao nữa. Lúc đó tôi không thể khống chế mình. Không sao đâu sư phụ. Chúng ta không sợ chết là chúng ta cố tình giết người thì sao? Lên núi đao xuống biển lửa. Sư phụ, tôi theo anh. Được rồi. Cậu mạnh dữ. Tôi không cần biết. Là anh giết đại soái, tôi nhất định sẽ bắn chết anh. Là anh giết tiểu linh đang sao? Rồi anh dùng ảo thuật để Doãn Thiên Cừu tưởng là đại soái giết tiểu linh đang. Là anh làm. Đều là anh làm. Nhưng em biết những gì anh làm là vì ai không? Anh thừa nhận là anh làm phép giết chết đại soái. Em có biết vì một linh đồng khác chính là Doãn Thiên Cửu không? Chỉ cần anh giết chết hai người họ rồi làm phép là em sẽ nhanh chóng có thể trở lại làm người. Yên tâm đi, mọi thứ đã có anh. Các quan gia, không phải đã nói trước khi bắn chết sẽ cho ăn no sao? Đồ ăn đâu? Gấp gáp cái gì? Giờ chỉ làm xong một phần thôi. Cho các anh biết, tôi phải ăn. Tôi không sợ chết. Tôi chờ lên đường. Bắn chết còn gấp hả? Ăn đi, cho anh ăn này. Ăn đi, ăn. Nhị Lư, no chưa? Nhị Lư, Nhị Lư, xin dừng tay. Này, mau cởi trói. Thiên Cừu, sư phụ Doãn, xin lỗi, tôi trách lầm anh rồi. Rốt cuộc là sao vậy? Sư phụ Doãn, tôi nghe lén Hạ Nghê Thường nói chuyện với Smith. Là Smith giết đại soái đó. Cái gì? Tất cả đều do Smith làm. Tôi còn nghe lén thấy họ nói anh là linh đồng gì đó. Linh đồng? Không ổn rồi. Ta khí mạnh quá. Có người bày trận pháp. Chuyện này
Đại soái chết rồi. Doãn Thiên Cửu cũng chết rồi. Hai linh đồng đều đã chết. Linh đồng là khóa trấn thế. Giờ khóa đã mất. Đúng lúc gặp ngày âm giờ âm. Chỉ cần ta giết cô, Hạ Nghi Thường, rồi dùng hơi thở yêu khuê của cô để phá phong ấn yêu giới. Chờ đến vạn yêu xuất động, yêu hoặc cửu châu, thì ta sẽ là vua của vạn yêu. Ngươi nói thích ta, muốn cùng ta như chim liền cành. Tất cả đều là lừa gạt sao? Như chim liền cành ư? Tình yêu? Sao trên đời có người ngu như cô vậy? Tôi ngu ngốc. Tôi biết anh là người xấu. Nhưng tôi thấy, chỉ cần tôi tốt với anh là đủ. Nếu giết tôi có thể có thứ anh cần, vậy anh giết đi. Doãn Thiên Cửu, ngươi lại chưa chết. Vậy kế hoạch của ta sẽ thất bại trong gang tấc rồi. Ta không thể để ngươi sống sót. Ta cũng không để kế hoạch tà ma của ngươi được thành công đâu. Chịu chết đi. Vạn ma diệt thiên. Cũng chỉ thế thôi ư?
红茶不如淡酒解，独牵愁。光阴不及回顾漫漫川流，终是镜花水月一场繁华过后。天地玄黄何味道？宇宙红光如秋郎，每一周山。